Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Thành Nhật Công Trường. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả các bác đó là ba chiếc máy lọc không khí của Daikin. Thì như các bác đã biết rồi, các dòng của Daikin thì nó thường có điều hòa là các bác rất là tin dùng về những cái hãng của Daikin. Thì máy này là hàng nội địa Nhật, đã lên điện 220V và cũng như là em thay màng mới cho các bác và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Dòng này là lọc không khí bù ẩm, thì trong những mùa hè sắp tới này thì các bác để cho những phòng điều hòa thì các bác bật chế độ bù ẩm lên thì nó bổ sung những cái lượng hơi ẩm mà điều hòa đã lấy đi mất. Đó, như thế nó rất có máy thì có rất nhiều các chế độ lọc khác nhau. Thì Daikin này, dòng này là bọn em hay gọi nó là dòng là Daikin trứng vuông, có loại Daikin trứng vuông tròn thì nó khác. Còn này thì được công nghệ của nó được cải tiến thêm một chút và nó có thêm cái hệ thống đó là stemmer diệt khuẩn đấy. Đó thì nó đã được nâng cấp lên. Và các bác sẽ thấy là khi bật máy lên ở đây nó có sẽ các dải đèn chạy. Đó là cái công nghệ diệt khuẩn stemmer. Thì ở sáp thì nó là công nghệ là plasma ion ấy. Và Daikin này thì nó cũng vậy thôi các bạn. Rồi, máy đã lên điện 220V. Trước ở giữa thì là công suất 58W cho phòng là dưới 55m2 nha các bác nha. Còn hai máy bên cạnh các bác nhìn giống nhau nhé, phần mặt nó giống nhau, giống như những chiếc của Daikin Mạn Nguyệt đấy. Thì hai chiếc này thì công suất nó là 33W cho phòng dưới 30m2. Thì dòng máy này chạy rất khỏe, và em khi em vệ sinh thì em cũng đã tháo hết toàn bộ ra, em vệ sinh từ trong ngoài rất là sạch sẽ là một. Và em cảm thấy rằng là cái dòng Daikin này về chất liệu nhựa của nó rất là dày và cứng cáp. Trọng lượng trung bình một chiếc máy này nó khoảng tầm hơn chục cân. Đó. Đây, máy hầu như máy rất là trắng đẹp nha. Đây là bình nước bù ẩm nhé, bình nước bù ẩm này. Đấy, đây là máy xe nguồn nước tạo ẩm. Rồi. Các dòng máy Daikin trứng này thì về năm sản xuất thì nó dao động từ năm 12-13. Bên trong toàn bộ là có màng mới nhé. Đó. Các dòng Daikin này thì nó thiết kế là gồm có 3 cảm biến. Thứ nhất là cảm biến mùi này, cảm biến độ ẩm này, cảm biến độ ẩm này. Đó, và các cảm biến về bụi, mùi, độ ẩm, có 3 cảm biến. Đây. Cái máy này hiện tại bây giờ nó báo là reset lại màng. Đó. Máy thì em đã thay màng mới nhé, và em sẽ lấy cho các bác xem. Đó, khi các bác tháo mặt ra máy sẽ ngắt nhé, hoặc là khi đổ máy không may mà bị đổ thì máy cũng sẽ ngắt nhé. Thì tất cả là em thay màng mới, bắt đầu từ màng carbon này, màng carbon nhé, và màng HEPA. Đó, toàn bộ màng này em thay mới cho ba chiếc máy này rồi. Thì về các bác là chỉ việc các bác bóc cái ni lông này ra và các bác sử dụng thôi. Màng carbon thì màng này là nó là để khử mùi nhé, để khử mùi. Còn màng HEPA này là lọc bụi, các loại bụi mịn PM2.5. Còn về vệ sinh màng thì các bác chỉ lên là vệ sinh bằng vệ sinh khô nhé, các bác đừng có rửa lớp. Còn đây là một cái màng này, đó là màng thô nhé, màng lọc bụi thô. Rồi, ok, máy đã test mọi chức năng, ok, hoạt động hoàn hảo. Đây thì em có cái đồng hồ đo đây cho các bác xem. Hiện tại bây giờ là điện 250V nhé, 250V này, 249, 250V này. Thì nếu mà các bác bật ở chế độ bù ẩm không có nước thì nó sẽ báo đèn đỏ, báo đèn đỏ nhé. Rồi, đây này, tắt và bật chế độ diệt khuẩn. Máy chạy rất là khỏe các bạn.
máy chạy rất là khỏe nhé. Hiện tại bây giờ màng còn nguyên ni lông nên là nó hút nó sẽ rất là khó. Rồi, ok, sau đây em sẽ báo giá cho các bác nhé. Thì đây các bác sẽ thấy là nó hiển thị độ ấm này, hiển thị độ ấm này. Bên này thế, giữa hiển thị độ ấm nhé. Bên góc đèn bên này là báo mùi, bên kia là báo bụi. Đó. Thì ba chiếc máy này, một chiếc giữa công suất 58W thì em bán giá nó là 2.700.000 nhé. Và hai chiếc, một chiếc bên trái và một chiếc bên phải. Thì hai chiếc này và chiếc kia nhé, thì em sẽ bán giá 2.4 triệu nhé, 2.4 triệu cho các bác. Bác nào mà đang có nhu cầu về máy lọc không khí của dòng Daikin thì liên hệ với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành Hải Dương. Máy toàn bộ là máy rất là trắng đẹp nha các bác nhé, máy là máy toàn bộ em tuyển chọn nên các bác yên tâm về chất lượng. Màng thì thay mới cho các bác rồi nên là các bác yên tâm sử dụng. Đó, về các bác và ví dụ như các bác tất cả các nút phím chức năng này trước khi gửi cho các bác thì em sẽ dán nhé, các bác yên tâm em sẽ dán đầy đủ cho các bác để các bác sử dụng. Còn khi các bác bật chế độ bù ẩm lên thì các bác hãy đổ nước vào bình nước nhé, đổ nước bình nước để cho máy chạy bù ẩm. Rồi các bác đã xem kênh hãy cho một like cũng một chia sẻ, bác đã chưa đăng ký kênh để nhận video mới nhất em nhé. Xin chào, cảm ơn tất cả các bác.